Ý thức giới đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới cũng bất khả đắc. Xá lợi từ nhãn xúc đối với nhãn xúc bất khả đắc. Nhãn xúc đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng bất khả đắc. Nhĩ xúc đối với nhĩ xúc bất khả đắc. Nhĩ xúc đối với nhãn tỷ thiệt thân ý xúc cũng bất khả đắc. Tỷ xúc đối với tỷ xúc bất khả đắc. Tỷ xúc đối với nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc cũng bất khả đắc. Thiệt xúc đối với thiệt xúc bất khả đắc. Thiệt xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc cũng bất khả đắc. Thân xúc đối với thân xúc bất khả đắc. Thân xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc cũng bất khả đắc. Ý xúc đối với ý xúc bất khả đắc. Ý xúc đối với nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc. Các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc. Các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc. Các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc. Các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc. Các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đối với các thọ do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, địa giới đối với địa giới bất khả đắc. Địa giới đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng bất khả đắc. Thủy giới đối với thủy giới bất khả đắc. Thủy giới đối với địa hỏa phong không thức giới cũng bất khả đắc. Hỏa giới đối với hỏa giới bất khả đắc. Hỏa giới đối với địa thủy phong không thức giới cũng bất khả đắc. Phong giới đối với phong giới bất khả đắc. Phong giới đối với địa thủy hỏa không thức giới cũng bất khả đắc. Không giới đối với không giới bất khả đắc. Không giới đối với địa thủy hỏa phong thức giới cũng bất khả đắc. Thức giới đối với thức giới bất khả đắc. Thức giới đối với địa thủy hỏa phong không giới cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, nhân duyên đối với nhân duyên bất khả đắc. Nhân duyên đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng bất khả đắc. Đẳng vô gián duyên đối với đẳng vô gián duyên bất khả đắc. Đẳng vô gián duyên đối với nhân duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng bất khả đắc. Sở duyên duyên đối với sở duyên duyên bất khả đắc. Sở duyên duyên đối với nhân duyên, đẳng vô gián duyên, tăng thượng duyên cũng bất khả đắc. Tăng thượng duyên đối với tăng thượng duyên bất khả đắc. Tăng thượng duyên đối với nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên cũng bất khả đắc. Xá lợi tử, vô minh đối với vô minh bất khả đắc. Vô minh đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Hành đối với hành bất khả đắc. Hành đối với vô minh thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Thức đối với thức bất khả đắc. Thức đối với vô minh hành danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Danh sắc đối với danh sắc bất khả đắc. Danh sắc đối với vô minh hành thức lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử cũng bất khả đắc. Lục xứ đối với lục xứ bất khả đắc. Lục xứ đối với vô minh hành thức danh sắc lục xứ,